Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, năm nay có xây được nhà hay không? Năm nay tôi 50 tuổi có làm nhà được hay không? Hay là nhà tôi hướng này có xây được nhà không? Đó là những câu hỏi mà quý anh chị thường xuyên hỏi cũng như là nhờ thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý của thầy tư vấn. Sau khi tổng hợp lại toàn bộ những câu hỏi đó thì hôm nay Phong thủy May mắn sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của quý anh chị, đặc biệt là những câu hỏi của các gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 về các hung vận khí từng hướng và năm 2020 canh tí nên khai sơn lập hướng những phương nào để đón được may mắn tài lộc, giúp cho ngôi nhà của mình đón được cát khí, vượng khí, gia chủ sinh sống trong đó được bình an, may mắn, sức khỏe, an khang, tài lộc tấn tới. Mệnh chủ tuổi Mão sinh năm 1999, nạp âm ngũ hành là thành đầu thổ. Những người này có tình cảm với người trong gia đình thường không được sâu đậm, cả cuộc đời tài lộc đủ đầy. Năm canh tí có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ thổ tương đồng lại gặp hình thái tuế nên sẽ dễ mắc phải những bệnh liên quan tới thính giác và gặp phải những tai nạn liên quan tới đổ máu trong năm nay. Ngoài ra, về vấn đề tài lộc sẽ dễ gặp phải chuyện phá tài, sự nghiệp không thuận lợi, địa vị công việc dễ bị người khác cướp mất, các dự án hợp tác cũng dễ bị thất bại. Chú ý kẻ tiểu nhân xung quanh để tránh làm việc vất vả mà không được lợi lộc gì. Mệnh chủ tốt nhất cần đeo trang sức trợ mệnh Hợi Mão Mùi để gặp hung hóa cát trợ mệnh cho mình. Thiên ắt quý nhân chiếu mệnh nên giúp đỡ cho những gia chủ tuổi Kỷ Mão khá nhiều, hỗ trợ cho con giáp này gặp nhiều may mắn thành công. Nam mệnh 22 tuổi, năm nay gặp thái bạch chiếu mệnh. Từ xa xưa nhân gian đã có câu sao thái bạch quét sạch cửa nhà, vậy nên dễ cảm thấy việc không thuận như ý. Nhưng mệnh chủ cần phải dùng thái độ tích cực để đối mặt, cố gắng chăm chỉ làm việc, mọi cố gắng sẽ có được đền đáp xứng đáng. Yếu tố đầu tiên trong việc khai sơn lập hướng mới cần xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu hoàng ốc tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 canh tí gia chủ 22 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 canh tí gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 sẽ là 22 tuổi không phạm phải hoàng ốc. Xét đến tam tai thì nam mệnh gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 cần tránh các năm tam tai tị, ngọ, mùi. Năm nay là năm 2020 canh tí, theo cách tính tam tai, gia chủ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu xây dựng mới, gia chủ Kỷ Mão sinh năm 99 nam mệnh sẽ có thể đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với mệnh chủ để tiến hành động thổ. Yếu tố quyết định tiếp theo của việc có xây được nhà hay không là vận của trạch đất nhà mình. Việc tiến hành xây dựng căn nhà được xây dựng tại trên trạch đất của nhà mình, nên việc xét cát hung vượng của trạch đất là rất quan trọng. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà, các phong thủy sư hay là thầy phong thủy cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu, sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật, bởi khí là nguyên bản của vạn vật, thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng thiên địa hợp khí vạn vật tự sinh, có nghĩa là trời đất hợp khí vạn vật tự sinh. Trong sách Tế Tế Thiên lại viết vạn vật chi sinh cầu đạt nhất khí, khí chi bạc ác vạn vật nhược nhất. Vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí, các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành, bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán đưa ra ý kiến của mình về thông tin trạch đất. Khi kết hợp với cả hai thông tin trên thì các phong thủy sư sẽ đưa ra thông tin chính xác nhất về trạch đất nhà bạn, cũng như là đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về xây dựng, tu tạo, sửa chữa cho căn nhà của bạn. Kết hợp từ hai yếu tố trên, ta sẽ có những trường hợp có thể xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất, trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất lại xấu vận. Sau khi tổng hợp
hợp phần thảo luận của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đã thống nhất đưa ra lời khuyên cho quý anh chị là đối với trường hợp này, chúng ta sẽ không tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc, sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, bình an của căn nhà. Nếu như phạm phải những thế sát lớn như Long Sinh Bát Sát, Hoàng Tuyển Sát, Mộ Long Biến Vận Sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Trường hợp thứ hai, trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Tuổi đẹp mà đất lại đắc vận hợp long, phù long tương chủ thì xây dựng không gì cắt bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành, phù long tương chủ, nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành đồng thổ, tiến hành xây dựng. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng, cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy phù hợp với trạch đất, với những người sẽ sinh sống trong căn nhà đó. Trường hợp tiếp theo, đất được vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường. Tuy nhiên, cần chú ý khi xây dựng phải mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại vượng khí, cát khí, may mắn cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát, mang lại vượng khí cát lành, giúp người sống trong nhà được bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Trường hợp cuối cùng, đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây dựng mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Nếu cố tình tiến hành thì sẽ ảnh hưởng tới tất cả các thành viên trong nhà, nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đạo, nặng thì dẫn tới thất thoát tài lộc, công danh, sự nghiệp sa sút. Nếu như trạch đất quá hung họa dẫn tới tổn thất về nhân đinh. Tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 nam mệnh. Với nam mạng Kỷ Mão sinh năm 99 sẽ thuộc cung Khảm Thủy, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt của trạch đất, Đông Tứ Trạch là hướng Bắc, phục vị Đông Thiên Y, Nam Diên Niên, Đông Nam Sinh Khí. Ngoài ra, cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch là Tây Họa Hại, Tây Nam Tuyệt Mệnh, Tây Bắc Lục Sát, Đông Bắc Ngũ Quỷ. Hướng Bắc gồm Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý từ 337,5 đến 22,5 độ. Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế. Với nhà tọa ngọ hướng Tý, tọa Phạm Tuế Phá và Tam Sát, hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm, Phạm Tam Sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh, Phạm Mộ Long Biến Vận Sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 nam mạng xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ Trạch, hợp hướng được phục vị rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công nghiệp hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao tam bích chủ về kiện tụng thị phi, tranh chấp trộm cướp sẽ đào tới phương này nên cần đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế loan đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó. Nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận thì sẽ càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng tu tạo hay đang sinh hoạt trong những căn nhà hướng này, cần hết sức lưu ý đề phòng. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Bắc kết hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão 1999 rơi vào trường hợp thứ nhất trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất xấu vận. Đối với trường hợp này, chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc, sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, sự bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như Long Sinh Bát Sát, Hoàng Tuyền Sát, Mộ Long Biến Vận Sát, Ngũ Hoàng Đại Sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 đang ở nhà hướng này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình.
hướng nam gồm Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh, có giải độ số từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến từ các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch, hợp hướng được diêm niên. Đây là sao vũ khúc thuộc kim hướng tây bắc tượng quái là càn. Chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao nhị hắc bệnh phù đang thất lệnh, chủ về bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe, ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt, phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng nam kết hợp với tuổi gia chủ Kỷ Mão sinh năm 99 nam mạng rơi vào trường hợp thứ hai, trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Do nhà hướng nam kết hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ hai ta đã bàn luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù long tương chủ thì xây dựng không gì cắt bằng. Việc cần thiết của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành phù long tương chủ nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành đồng thổ xây dựng. Ngoài ra gia chủ cũng sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất, với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt, phù hợp với tuổi gia chủ, nên theo lưu niên từng năm, khi có các giáo tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu, khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sử dụng bộ trấn trạch hoa mai trấn sát kỵ tà chiêu tài nạp phúc. Ngoài ra đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy vương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng đông thì gồm Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất từ 67,5 đến 112,5 độ. Những trạch đất hướng này sẽ phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ, nên những nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới sửa chữa trong năm 2020, bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kiểu sức khỏe vào thân. Đối với nam mạng tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc đông tứ trạch nên hợp hướng được thiên y thuộc sao cự môn thổ chủ quản tại hướng đông bắc tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe giàu có ngàn vàng, không bệnh tật, nhân khẩu, ruộng vườn, xuất vận đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Trường hợp nhà hướng đông kết hợp với tuổi gia chủ Kỷ Mão sinh năm 99 sẽ rơi vào trường hợp thứ nhất trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất lại xấu vận. Đối với trường hợp này, chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, sự bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như long sinh bát sát, hoàng tuyền sát, mộ long biến vận sát, ngũ hoàng đại sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Trong trường hợp mà mệnh chủ Kỷ Mão sinh năm 99 nam mệnh đang ở nhà hướng đông, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Xét đến hướng tây gồm Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hòa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này là hướng bán cát.
Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa xây mới được. Nếu xây mới chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch, để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 nam mạng xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này phạm vào họa hại thuộc Tây tứ trạch nên không hợp hướng. Họa hại là sao Lập Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tương quấy là Khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt hao tài tán lộc, bị bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng. Hướng Tây Bắc gồm ba sơn Tuất Càn Hợi từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi, tọa phạm tam sát tuyệt đối không xây mới năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Nếu muốn tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến từ các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình đang chuẩn bị xây dựng. Nam lành Kỷ Mão sinh năm 99 xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây tứ trạch không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tự quái là Khảm, chủ bị thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Hướng Đông Bắc gồm 3 sơn Sửu Cấn Dần từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa Thân hướng Dần thì không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đối thiên sát. Anh chị chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 9 âm lịch. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 nam mệnh xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này sẽ thuộc Tây tứ trạch nên không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tự quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đình. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Do nhà hướng Tây, Tây Bắc và Đông Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Kỷ Mão sinh năm 99 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ 3 ta đã bàn luận bên trên là đất được vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng cần chú ý trong khi xây dựng cần mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ giúp mang lại cát lành, may mắn, vượng khí, cát khí cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mà lại vượng khí cát khí, giúp những người sống trong nhà được bình an, may mắn, tài lộc đánh tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng, gia chủ cần sử dụng các phương án chấn hưng trạch đất, giúp ấm lòng vượng địa, mang lại bình an, may mắn cũng như tài lộc sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, nam mệnh Kỷ Mão sinh năm 99 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý trong 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Đối với gia đình theo đường quan vận, bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn giữ tài lộc, kỵ tà, hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Về hướng Đông Nam gồm 3 sơn Thìn Tống Tỵ có giải độ số từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ làm biến vận, không nên xây mới. Nếu xây chọn vào ngày tháng cát lành tháng 3, tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp
anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Mệnh chủ Kỷ Mão sinh năm 99 xây nhà và ở hướng này thuộc Đông Tứ Trạch, hợp hướng được sinh khí rất cát lành. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông, tự quái là chấn, chủ bị nhân ái tài lộc, lợi cho làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty, nhà hàng. Trường hợp nhà hướng này kết hợp với tuổi gia chủ 1999, Kỷ Mão rơi vào trường hợp thứ nhất trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất lại xấu vận. Đối với trường hợp này thì chúng ta không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc, sức khỏe những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, sự bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như long sinh bát sát, hoàng tuyền sát, mộ long biến vận sát, ngũ hoàng đại sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân binh trong nhà. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 nam mệnh đang ở nhà hướng đông nam này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 nồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cao cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9, 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 nam mệnh xây nhà hoặc ở trong căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tự quái là Đoài, phạm cung tuyệt mạng có thể bị tự tuyệt, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Do hướng nhà này kết hợp với tuổi gia chủ Kỷ Mão sinh năm 99 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ ba, ta đã bàn luận bên trên là đất được vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng cần chú ý trong khi xây dựng phải mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại cát lành, may mắn, vượng khí, cát khí cho căn nhà của mình sắp tiến hành xây dựng. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí, giúp những người sống trong nhà mình bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng, gia chủ cần sử dụng phương án chấn hưng trạch đất, giúp ấm long vượng địa, mang lại bình an, may mắn cũng như tài lộc, sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, nam mệnh Kỷ Mão sinh năm 99 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi thì khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, cần sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trùng để hóa giải. Đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ trấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ trấn trạch được sử dụng sẽ là bộ trấn trạch kim quy trấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Vừa rồi thì phong thủy may mắn đã phân tích nam mệnh tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 và những điều cần phải biết khi xây nhà vào năm 2020. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tránh cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện như đồng thổ, tu tạo, sửa chữa, sang ngày cưới hỏi cũng như những vấn đề liên quan tới phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Sa Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại vào những video sau.